Xin chào mọi người. Hôm nay Quân sẽ tổ chức làm món giò chả với phiên bản đặc biệt. Toàn đội Quân nhí nhố ở nhà Quân. Đây là cháu gái. Và đây là hai đứa này, nhỏ nhít nhít thôi. Thế bây giờ là Quân sẽ hướng dẫn để cho cháu gái và các cháu đều làm. Thì mọi người đã được biết đây là một cái máy xay giò chả loại nhỏ mini gia đình. Thì xay tối đa được 1,5 kg, nhưng mà xay nên xay mất 1 kg một mẻ. Nguyên liệu đây, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ là sẽ hướng dẫn để cho cháu tôi làm. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải cho thịt vào nhá. Nhớ là cái bao đá này là mọi người phải cho đá trước, đá và nước hơn một nửa trước khi xay 10 đến 15 phút để cho nó lạnh đều ra. Thì ở đây chúng tôi đã có là bẻ lạc thịt và 3 lạng mỡ. Chúng ta sẽ cho vào. Ta cho vào đi. Và phần nguyên liệu thì mọi người chú ý nhá, là mình sẽ cho từng loại vào một. Cái lấy một cái thùng này lấy tí. Cái này là cho 2 thìa. Cho 2 thìa vào. Rồi. Thì đây, mì chính cho nửa thìa thôi. Cho cái gói cả cubi lấy cái gói bột nở kia cho vào. Đây là hạt nêm cho 1 thìa thôi. Cubi đổ cái gói bột nở men nở vào đây. Đổ thẳng vào nồi. Rồi. Ăn cay không? Có ai ăn cay không? Chiên ăn cay không? Nước mắm. Đúng rồi, cho vào. Nửa thìa thôi. Rồi, đổ vào. Cho cả đá kia vào. Tìm thế ạ. Bóp đi. Đập đi. Ném ạ. Thôi. Xong chưa? Còn thiếu gì không? Không thiếu gì. Để 5 phút ạ. Để nói mà. Đấy. Bật công tắc lên. Xem. Trong cái quá trình xem, mọi người có thể nhìn từ bên trên nhìn. Chúng ta sẽ đóng khuôn. Ở đây là hôm nay đang có một số cái khuôn hôm qua đi mua rồi. Hôm qua đi nhặt được mấy cái khuôn làm bánh người ta hay bán. Đưa cho cô Bi đỡ một bên, Lan đứng hẳn ra đây. Đi làm, đỡ. Nhớ nhá, ấy vào cẩn thận vào. Cứ từ từ mà làm. Đấy, cả bạn. Đấy cả cái đũa, Lan. Chi đưa cho chị Lan cái đũa. Nhẹp vào, xong cạt cạt nó ra, đẩy chọc đi. Chọc san đều nó ra. Mỗi đứa tí nữa một hình. Chọc san đều ra. Từng ô một cho nó xong đi, Alan.
cái kia xong chưa, chọc chọc san san chia nó ra đấy, chọc mạnh vào, chọc chọc xuống dưới hẳn kịch vào, ở dưới đấy là cái sắt mà cái nốc này chọ đấy, san ra, không đủ thì lại đổ thêm vào. Cứ giữ im đấy chị. Ở đây là đang có lăm hình hài có hình vuông, hình tròn, hình trái tim, hình tam giác và hình ngôi sao, hình bóng bông hoa bông hoa sáu cánh đấy. Đấy, cứ chọc chọc vào. Phiên bản đặc biệt, mọi người xem cái clip này thì nhớ cố gắng chia sẻ cho những đứa trẻ nhà mình nó xem, và mình có thể là dạy nó làm như thế nào. Luôn giám sát nha mọi người nhá, luôn giám sát, múc ít ít một thôi lan không vậy đấy, gạt nó xuống. Chi thích lấy màu nào, lấy hình nào? Hả, lấy hình nào? Trái tim á, chắc không? Ngoan ở đây cho em Bi với cả chị Lan làm, xong tí nữa luộc lên cho mày ăn cả một cái trái tim luôn nhá, ăn hết nhá. Cố lên à, cứ san đều ra. Ủi kìa, rớt ở đằng sau rồi, cứ chọc xuống đi Lan, chọc xuống ấy, cứ tự túc. Hôm nay là giới thiệu với mọi người cái phiên bản đặc biệt này, nó hơi đặc biệt thật đấy như bình thường mọi người có thể nhìn thấy mỗi em nhảy vào em làm thôi, hôm nay phiên bản đặc biệt để quảng cáo là một, cái thứ hai là giới thiệu mọi người là lứa tuổi nào cũng có thể làm, quan trọng là nó có chịu làm hay không. Gạt nữa lên, cái kia chưa đầy, cái này còn chưa đầy, không tí nó đặt cả cái kia vào nữa. Đừng nở đi cho nó thành hoa. Rồi thôi, múc vào cái tam giác đi. Nhưng mà cái này chưa đầy. Lát nữa cầm cái kia đặt lên. Lan chọc vào các ngõ ngách đi. Chia sang đều ra. Cái trái tim sau méo méo nhỏ nhỏ này bổ sung thêm vào. Đó. Bổ sung ra, san nó ra. Được chưa? Chia đều ra, đấy, cứ móc đều ra. Chưa, hình tròn ok rồi đấy. Chi nhặt cho chị Lan cái hình tròn, cái lá hình tròn và cái lá kia, cái nắp kia cũng là hình tròn. Nắp tới đây. Hình tròn. Cái nào hình tròn? Đấy. Đưa cả cái nắp inox kia bằng hình tròn chứ kìa. Đấy, ở trong đống đấy nhặt cái nào hình tròn, đưa cho chị Lan. Cubi cứ giữ thôi, cả để Lan lấy cái hình tròn kia đi, để úp lên cái hình tròn này. Úp cái mặt xanh xuống dưới. Đậy cái đấy lên thôi, để á lên, chia nó ra, lắc nó san đều ra, nó đặt nó vào, cứ đặt đấy mới chạy nó, nó xong nó lại kìa, để cho cân tí, không cần,
ấn xuống, ấn để cho ấn nó ấn đều tay vào. Rồi được rồi. Nhặt tiếp theo, hình nào? Hình trái tim được rồi này. Chi nhặt hình trái tim. Nhặt hai cái hình trái tim ở đấy. Lá đâu? Lá hình trái tim đâu? Dưới cùng ý. Úp cái mặt xanh xuống dưới. Đấy. Cắm à. Chia san san đều lắc 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 cho đều te vào. Giống như cái này này. Kìa, nó chưa đều kìa. Vào. Thôi lắc 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 đi, lắc lắc đi. Thôi đây, cứ đặt. Tiếp. Hình tắc hình kia đi chi. Đưa hình tam giác đi, hình nào cũng được. Nhưng mà phải đưa đều đồng loại. Hình tam giác đâu? Đâu đưa chị Lan chị làm không? Dạ Lan nhận đi. Hình tam giác, cảm ơn. Rồi. Nhặt tiếp hình tiếp theo, hình vuông. Hoặc là lấy hình hoa đi, đưa hình hoa cho chị Lan. Đưa hình hoa. Kìa có vướng cái ni lông rồi, mấy cái đũa đẩy ra. Ăn cái ni lông thôi, mấy cái ni lông thôi, đẩy ra. Kìa. Đấy, rồi. Đó, cái xuống. Hình đâu? Tiếp tục lấy cái còn lại, hình vuông. Đặt cho cân vào, cân tay vào thế, lấy cái hình vuông chia đều ra. Đâu chị đưa đây. Đây là số đặc biệt nha mọi người nhá. Trẻ em cũng được khuyến khích vào làm. Để đều tay vào nào. Chưa? Rồi mang lên hấp. Dẫn cả đoàn lên hấp. Ghi hết lên hấp. Bật đèn lên nào. Bật đèn không được bật quá. Đâu, cho vào. Nó sủi chưa? Lan cho vào đi, không phải Kobe để cho vào bỏng ra đây này. Nó thấp quá. Rồi, nắp vung nồi phun vào lên. Cái này thì hấp khoảng tầm là hay là 10 phút 15 phút thôi. Sau 10 phút 15 phút nữa là sẽ quay lại để thưởng thức nhá. Mọi người đợi một chút. Vâng, đây là thành phẩm đầu tay của cháu tôi đây. Mọi người xem này. Chỉ qua loa đấy thôi. Đây là thành phẩm. Đây là hình hoa này, đây hình tròn này, còn đây là cái hình vuông này, hình tam giác đây, hình trái tim đâu chi, đâu rồi, đây, hình trái tim kìa, cái khuôn này là khuôn tạm bợ, thế nên là đây là cái thành phẩm đầu tiên, đầu tay của cháu, thế nên là mời mọi người nhá, mỗi đứa xỉa đi, cắt cái nào ăn cái đấy đi, đưa cho con Lan con dao. Cắt ra để xem. Cắt luôn cái vuông này cho dễ cắt. Đấy. Cắt luôn ra, cắt chia ra để ăn. Cắt đi, cắt nữa đi, chia ra để ăn. Nó đưa miếng. Cắt cho ta cắt nữa đi. Ui con chi được ăn miếng to thế. Ăn đi xem như nào. Có mặn hay nó nhạt hay gì, phát biểu nào. Có cay không? Không cay. Có ngọt không? Có mặn không? Hả? Có mặn à? Đâu à, để thử miếng nào. Mời cả nhà nhé. Dai giòn này con. Đây. Mọi người nhìn nhá, đây là miếng
Bánh giò thoải mái, dẻo dính. Nhìn lỗ là mọi người đã biết rồi. Thì clip mang tính chất giải trí, mời tất cả anh chị em đã và đang làm được rồi ấy, khuyến khích trẻ con nhà mình làm theo những cái hướng của mỗi người khác nhau. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Xin chào.